Real Madrid có cơ hội phục thù trận thua 0-3 hồi giữa tuần trước Barcelona khi tiếp đón đại kình địch tại Bernabeu trong khuôn khổ vòng 26 La Liga 2018-19. Cả hai huấn luyện viên đều hiểu tầm quan trọng của trận đấu này và cùng tung ra đội hình mạnh nhất. Trận đấu nóng ngay sau tiếng còi khai cuộc và hai đội chọn lối chơi đôi công hấp dẫn. Tình huống nguy hiểm liên tiếp được tạo ra và bàn thắng sớm tới. Phút 23, Roberto có pha chọc khe xé toang hàng phòng ngự Real, tạo điều kiện để Rakitic băng xuống, lốp bóng qua người Courtois mở tỷ số trận đấu. Sau bàn thắng, trận đấu trở nên nóng lên với liên tiếp những pha va chạm giữa đôi bên. Trọng tài đã phải liên tục sử dụng thẻ phạt để làm lạnh những cái đầu nóng. Huấn luyện viên Solari đã thay Isco, Van Vợ và Asensio vào sân trong hiệp 2 nhưng nỗ lực của đội chủ nhà đều không thành công. Chung cuộc, Real Madrid để thua Barcelona với tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà, qua đó kém tới 12 điểm so với đại kình địch. Đây là thất bại thứ 2 liên tiếp tại siêu kinh điển của Real trước Barca chỉ trong